Thưa quý vị, từ khi Đà Nẵng áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Cho đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò của mình, song pha trên mặt trận phòng chống dịch, nhất là trong việc hỗ trợ người dân, đảm bảo cho họ các nhu cầu thiết yếu khi ở nhà chống dịch. Khi phường An Khê thuộc vùng vàng, người dân không được đi chợ. Hưởng ứng mô hình đi chợ giúp dân do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, chị em phụ nữ phường An Khê đã tham gia cùng tổ dân phố hỗ trợ nhân dân. Tính đến nay, có 136 hội viên phụ nữ phường tham gia đi chợ hộ cho hơn 14.400 đơn hàng với tần suất 3 ngày một lần. Nhiều hội viên chia sẻ, đi chợ hộ dù rất vất vả và việc nhầm hay mất tiền là chuyện như cơm bữa. Dẫu vậy, thấu hiểu hoàn cảnh người dân nên các chị em vẫn năng nổ, nhiệt tình hỗ trợ cho bà con. Dạ mừng lắm chị, vì không được ai ra khỏi nhà hết mà trừ thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia rồi. Lỡ mà không có đồ cho con rồi nữa, lo nhất là lo cho bé thôi. Mà được bên mấy chị em phụ nữ của tổ cũng hỗ trợ nhiệt tình nên là vui lắm. Mong cho dịch nhanh hết để mà đi làm, quay lại cuộc sống bình thường. Đối với cái đi chợ giúp dân thì thật sự nếu như mà không có sự nhiệt tình thì nó rất nhiều khó khăn. Vì cái nhu cầu người dân cũng rất là đa dạng, nó không theo một cái quy chuẩn nào cả. Nói chung là nhiều người là có nhu cầu mua sắm khác nhau, do đó các chị cũng rất là chịu khó. Và nói chung là nhiệt tình hỗ trợ người dân mua đầy đủ. Nếu như mà chúng tôi mua được những cái sản phẩm mà các hộ dân cần thiết mua, thì chúng tôi bảo đảm cho họ để có điều kiện họ an tâm để ở nhà phòng chống dịch. Với mô hình đi chợ giúp dân, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã huy động hàng ngàn tình nguyện viên là hội viên phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ công chức, viên chức đang thực hiện giãn cách tại nhà tham gia. Đi chợ hộ hơn 305.000 đơn hàng với số tiền là 81 tỷ đồng. Còn tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, ngoài việc đi chợ giúp dân, thì các hội viên phụ nữ phường còn tích cực hỗ trợ cùng ban điều hành khu dân cư, phân chia quà của thành phố, hay mạnh thường quân và trao tặng tay bà con trong khu vực. Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ cũng vận động nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm để ủng hộ cho các chị em phụ nữ mang thai hay có con nhỏ và chị em công nhân khu nhà trọ. Với mong muốn là tôi mang chị em mình yên tâm ở nhà để cùng phối hợp với chính quyền địa phương để chống dịch bệnh, cho đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù công việc rất vất vả, nhưng mình cũng đóng góp một phần nhỏ và vào cùng với khu dân cư. Những ngày này, cùng với sự hỗ trợ của các hội viên phụ nữ, mà việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu dân cư được đảm bảo. Dẫu công việc phải tiếp xúc nhiều người, luôn có nguy hiểm rình rập xung quanh, nhưng mỗi hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố đều sẵn sàng hết lòng phục vụ nhân dân để người dân an toàn ở nhà chống dịch.